Xin chào nhà, đây là OnePlus ha. Hôm nay em có về bộ sạc. Anh em mua thì với giá là 2180, bảo hành 3 tháng ha. Đây, chơi game là cực sướng luôn đó nha. Form dáng mỏng. Đó, anh em nào thích game này thì inbox em tặng luôn nha. Đó. Chơi cực sướng thôi nha, bảo hành 3 tháng thôi nha. Cái tay cầm này em mua cũng 1,4 triệu đó nha, game sơ chính hãng ha. Đó. Anh em thích chơi game thì đầu tư một xíu. Tay cầm mà xịn nha. Đó, mình thích mình đổi nút được luôn. Bên đây cũng vậy, game sơ ha, 1,4 triệu luôn. Máy tính bảng thì cài không được tại nó chiều dài đến tới đây à. Máy bản chắc cài ngang, nó cài dọc á. Còn điện thoại thì cài được ha. Cái trò này chơi cực kỳ cuốn luôn cả nhà. Đó, này là em tải, em đang cài bản hack nha. Nó bất tử máu hoặc là nè, nó một kill là chết nè, bất tử máu nè, không hồi chiêu nè. Đó chơi thì em muốn chia sẻ cả nhà thôi. Mẫu này em còn khoảng mấy chục máy nữa ha. OnePlus 6,5 inch, RAM 7 GB luôn, 4 GB RAM vật lý và 3 GB RAM ảo ha. Đó. Phơ máy mỏng có vân tay, tần số quét là 90 ha. Đó. Anh em mua máy OnePlus hoặc Motorola thì hôm nay em sẽ tặng cho cái nhà một cái cục sạc 18W ha, có dây sạc luôn. Này sạc nhanh nha, Wood Charge 3.0. Hàng new luôn. Đó, 18W. Còn máy thì bao đẹp luôn cả nhà. Em đang đi đơn đây, em mới gói được sơ sơ đây. Đó. Còn đây, máy em làm xong hết rồi. Đó. Còn này đang làm nè. Đó. Làm có nghĩa là test máy đầu cài chương trình rồi. Mình chơi cảm ứng được luôn hả?
Android 12 ha, đó rất là đẹp. Còn mấy chục máy nữa là hết rồi cả nhà. Game nào vô tư, game 30GB chạy vẫn phà phà ha. Chip của nó là 695 à, 480 5G ha. Con này là 5G, nhà mạng T-Mobile ha. Em đã unlock hết rồi. Cả nhà chỉ việc gắn sim vô là có sóng thôi. Chạy hết full rồi nè, đã mở khóa ha. Đó, ROM của nó là Oxygen OS. Đó, em xóa hết app rác ha, tặng cho cái nhà là mấy trăm game để cả nhà chơi thư giãn đồ. À, hoặc là YouTube không quảng cáo nè, nghe nhạc không quảng cáo nè, 200 kênh TV miễn phí nè, hàng vạn bộ phim ha. Hàng vạn bộ phim luôn. Đây, full phụ đề. Đó, phim lẻ, phim bộ rồi bấy nhầy luôn, miễn phí hết nha. Đó, rất là nhanh. Chip rồi bao khỏe, bao mát luôn. Đó, chỉ có 2.180.000 kèm theo sạc nhanh nha. Hôm nay là có sạc nhanh của nhà bảo hành 3 tháng ha. Con này là trước giờ em bán 200 mấy chục cây rồi. Cả nhà có thể xem lại những video đầu nha. Đó, 200 mấy chục cây ha. Đây. Đây, thùng đây. Còn ở dưới nữa, mấy chục cây nữa. Ở dưới đang làm nè. Đó, còn không thì nhiều tiền hơn xíu thì có Motorola 2022 có bút ha. Con này thì 2480, RAM của nó là 4GB, 1GB RAM là 5GB nha. Bộ nhớ 128. Nó 2480, vẫn bảo hành 3 tháng ha. Tần số S 120, màn hình 6.8 inch ha. Còn này thì 6.5 inch Full HD cộng, tần số S 90, RAM 7GB, bộ nhớ 64GB, có tặng kèm 1000GB app để mình lưu trữ nè. Đây, rất đẹp. Game nè. Đã chưa? Đây, vô bánh mốt nha cả nhà. Bốt nè, bốt nè. Trò này hay lắm cả nhà, nếu mà không chơi hack nó rất là ghiền nha. Tại em muốn quay nhanh cho cả nhà xem thôi. Rồi, em xin hết nha cả nhà. Đó, rất đẹp ha.